Xin lỗi anh em. Pèo vùng cao với lúc lại đi đi xem xe anh Hùng lún đây anh em nhá. Lên ơi. Thảo nào tôi thấy lên lâu rồi, đất thấy lên mà. Sao rồi? Hả? Bị sao? Ôi giời ơi. Đi đây. Quẹt đâu á? Ơi. Làm sao à? Mắc đâu à? Ô, mắc rồi. Kẹp cứng rồi. Dễ mà. Cầm điện thoại để tao làm cho. Quay video cho tao được à? Tao xử lý cho. Cái này dễ mà. Đi chuyến này là đi gửi hai cái cọc à? Liệu không? Phán kén? Hả? Chào mai nhờ? Dạ hả mấy? Ôi, dìm bốc, dìm vừa lấy dìm vừa tàu à? Ca này khó này. Ơ quấn cáp đi ra. Rồi đi luôn đi. Quấn cáp rồi đi luôn. Quấn cáp xong lên luôn đi. Yên tâm đi. Mày buộc rơi rồi mà, làm gì nó rơi nữa đâu. Tí tuyến sao tính. Hello. Đó. Ồ, lên không nổi à. Này nó khoảng độ 2 tấn rưỡi anh em nhá. Nói chung là nó cũng còn lớn một chút cái chút 3 gì nhỉ, chút 5 mét. Thì nó độ khoảng 3 tấn. 2 tấn rưỡi, 2 tấn 8 là căng rồi. Hôm nay nắng này. Anh em đi phải cuốn chích vào nha. Đừng có đi vào mương nữa. Nó có biết đâu mà. Bắt sâu một tí xong đi một vòng là được rồi. Lùi ít hơn thì dễ hơn. Mày lùi nhiều quá thì nó xô. Là chở hàng lên dốc là đấy, trúc này nó không như cố anh em ạ, nó trơn lắm. Cứ đi vào đến trong kia luôn, lùi lại một tí đi, đi cứ vào hết cỡ đi, vào nữa đến trong kia sau lùi một tí là được rồi, lại còn trượt nữa. Người ta vừa mưa hỏng hết đường lại còn chơi bài đấy nữa. Nhìn cái cổ nó nhẹ anh em ạ. À, tính ra cái trúc này vừa lọt là 3m4 có cái 3m8 này. Cái trên đỉnh nó là 4m thôi. Không phải là dòng 5m anh em ạ. Đi 5 loại 4m với 3m4 là nó dễ nhẹ. Dòng cái trúc xào này nó 5m thì nó mới nhẹ, mới nặng nha anh em nhé. Đó anh em thấy chưa? Xe nào cứ xe nào thì xe nào nha anh em.
cứ đến Cao Bằng mình là xe nào cũng kiếm ăn ngon hết nhé. Chả có xe nào không kiếm ăn được cả. Chỉ có anh em không biết dùng thôi. Đấy, xe anh Hùng này, xe này số cũ này. Số đằng trước là số cũ, số 91 số cũ nhá. Rồi thì thùng mới này, số mới cầu sau gọi là mới cho nó 85% gì đấy đi. Thì đấy, chạy ngon lành do người sử dụng một phần chứ. Nhưng cái máy yếu quá. Cái dòng Đông Phong này thì nó thật thì anh em đi rừng núi như anh em mình thì không nên mua. Đông Phong thì nó không khói. Nó sẽ không khói nhưng mà nó sẽ không khói nhưng mà nó được lì một cái là hơi thủng doang mặt máy này. Con này là nay được mấy tháng nhỉ? 4-5 tháng gì đấy. Chắc phải 5 tháng, 6 tháng gì đấy rồi. Là hai cái doang mặt máy rồi. Nhưng riêng cái dòng răng Đông thì hơn 2 năm chưa phải doang mặt máy gì hết đâu nhá. Nhưng nó yếu, khói. Ok anh em. Đạp mạnh lên. Không lúc nào mới lên đến trên đỉnh đây. Đùa anh em thế thôi. Máy này nó vốn thế. Dòng này đi chậm là phải rồi anh em ạ. Không thể đòi hỏi được. Tết tên một cái coi. Nhìn nó đi buồn ngủ rồi anh em ạ. Ok anh em. Chào anh em nha, mình đi làm việc của mình đây. Để anh em video tiếp theo.